Xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa. Ngày mới mình xin chúc cô chú anh chị và các bạn gần xa thật nhiều sức khỏe, an lành mỗi ngày và gặp nhiều tốt đẹp trong cuộc sống. Cả nhà ơi, hôm nay cuối tuần gia đình mình đi thăm chị của mình ở thành phố Tustin. Từ thành phố mình đi đến thành phố Tustin đi đường cao tốc khoảng 2 tiếng. Cả nhà cùng đi với mình nha. Và tham quan ở thành phố Tustin ở Mỹ như thế nào. Nhà chị mình trồng rau ở Việt Nam vẫn được. Nhà chị có vườn rau rất là đẹp và trồng nhiều loại cây của Việt Nam mình đem giống qua. Mời cả nhà cùng đi với mình vui vẻ nha. Thank you.
chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, xem video mình vui vẻ và like, ủng hộ, đăng ký kênh để làm mình động lực cho video sau nha. Bye.